Chiều 3 tháng 7, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi đội lên đường dự vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự vòng chung kết World Cup này gồm 23 cầu thủ là những người đã thể hiện tốt trong các đợt tập huấn vừa qua và nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện để đến với đấu trường bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Các cô gái vàng của Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand vào ngày 5 tháng 7 để chuẩn bị cho vòng bảng vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Tại vòng bảng, đội sẽ gặp nhà đương kim vô địch Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Ngay trên sân tập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hỏi thăm về công tác chuẩn bị, nơi đội tuyển sẽ đóng quân, công tác hậu cần, sức khỏe, tinh thần của toàn đội. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ bày tỏ xúc động vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cả nước, quyết tâm thi đấu vì hàng triệu người hâm mộ và màu cờ sắc áo Việt Nam. Tặng quà động viên tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng xúc động được gặp lại những cô gái kim cương và huấn luyện viên kim cương của thể thao Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao nhiệm vụ phát triển bao trùm toàn diện, trong đó có phát triển văn hóa thể thao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả trong chiến tranh, nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao vẫn được duy trì. Trong thời kỳ mới, đất nước càng có điều kiện phát triển con người toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Nhờ đó, thể dục thể thao phát triển toàn diện, cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Gần đây nhất, Việt Nam dẫn đầu bảng thành tích 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Bóng đá Việt Nam có bước phát triển vượt bậc. Trong đó, các cô gái kim cương Việt Nam đã vô địch SEA Games 4 lần liên tiếp. Thủ tướng nhấn mạnh, việc giành quyền vào vòng chung kết lần này thực sự là thành tích nổi bật, một dấu mốc quan trọng đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào danh sách các đội bóng hàng đầu thế giới. Qua đó, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. Các cầu thủ là kết tinh, hiện thân của ý chí, nghị lực, bản lĩnh Việt Nam. Thủ tướng mong muốn các cầu thủ tự tin thi đấu với tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam để đội bạn và khán giả thế giới thấy một đội tuyển nữ Việt Nam, con cháu của bà Trưng bà Triệu, là một đội tuyển có bản lĩnh, nghị lực, có cá tính mạnh mẽ, chơi fair play và thật sự đáng ngưỡng mộ, cố gắng thể hiện hết mình để mang lại ấn tượng tốt đẹp đối với thế giới. Cho rằng chiến thắng là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tinh thần thi đấu, là sự ghi nhận và đánh giá của thế giới về sự trưởng thành vượt bậc của nền bóng đá nữ Việt Nam. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tại vòng chung kết World Cup 2023, các cô gái vàng Việt Nam tiếp tục chơi hết mình với trên 100% khả năng để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Thủ tướng chúc đội tuyển tốt về thể lực, vững về tinh thần, thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm và ý chí Việt Nam, nhưng không quá nặng về thành tích mà vì tinh thần cao thượng của thể dục thể thao, vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo Việt Nam, nỗ lực qua từng trận đấu, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.